Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân mến của Lợi Minh. Mỗi ngày một thông điệp thức tỉnh nhân dân. Nói chứ lên trên Facebook này chiến đấu với mấy cái con chó ba que rất là vui. Mấy con chó mà ba que mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này. Trời ơi, gì Lợi Minh, mày ở đâu vậy Lợi Minh? Mày cho tao địa chỉ Lợi Minh. Mẹ mấy thằng ba que chống cộng cực đoan côn đồ, tụi nó tối ngày Lợi Minh mày ở đâu vậy Lợi Minh hả? À, Lợi Minh mày đâu vậy? Mày cho tao số địa chỉ nha, mày cho tao nhà đi, mày có ngon mày ra mày gặp tao không Lợi Minh? Chào anh chị em các bạn trên diễn đàn à, chứ lên mạng này tôi phái chọc mấy cái thằng ba que ô hợp chống cộng cực đoan bên Mỹ. Tụi nó rất là buồn cười. Lợi Minh mày đâu vậy Lợi Minh? Nhà mày đâu vậy? Mày bay thử qua hàng rào nhà tao để coi cái lũ ba que ô hộp. Đó, tao thách tụi mày bay qua cái hàng rào rồi. Trèo qua cái hàng rào thôi. Hả? À, tối ngày chỉ biết là hù dọ thằng Lợi Minh mới làm được cục cắt gì tao. Tụi mày chẳng làm được cái đéo gì thằng Lợi Minh. Mày có ngon mày vô trong cộng đồng đi Lợi Minh. Số 7 không, đúng là đồ ngu. Cống rảnh mà đòi so sánh với đại dương, đòi so sánh với cộng sản. Mấy thằng công nhận mấy cái thằng chống cộng cực đoan ở trên cái mấy cái diễn đàn mạng, mấy cái lũ mà con cháu của cái lũ mà ô hợp mà ở bên Mỹ này, nó bị khùng điên cái gì á. Toàn là cái thứ gì đâu không à. Mỗi lần mà tôi chửi tụi nó là tôi mắc cười luôn. Nói chứ chửi mấy cái đám mà bao que ở bên Mỹ này nè anh chị các bạn, nó là cái niềm vui, nó vui lắm. Còn mà anh em mà gây lộn nhau buồn lắm thiệt á. Các tôi không biết anh chị các bạn suy nghĩ như sao, chứ nếu mà anh em mà mình cứ đấu đá nhau á, buồn lắm, nó buồn dai dứt, nó buồn khủng khiếp luôn. Mà chửi mấy cái đám mà bao que chống cộng ô hợp, mấy cái đám mà dân chủ cụi nữa, cười lăn bụng luôn. Nhiều khúc, nhiều lúc á, nhiều lúc cười mà mình giống như mình tưởng tượng giống như mình là một cái thằng khùng vậy. Nhiều lúc suy nghĩ đến mấy cái chuyện của tụi nó, nó tức cười. Mấy cái đá nó giống như thằng khùng lân bữa nay vô diễn đàn của anh Bằng cũng vậy, toàn là cái thứ gì đâu à. Tụi nó toàn là nổ banh tao lông luôn á. Không ra gì trơn á. Về tới phi trường Tân Sơn Nhất. Ồ, nó giống như chó mèo vậy đó. Hero bỏ. Tụi nó giống vậy chứ. Về tới Tân Sơn Nhất, anh về tới bớ mắc cười lắm. Mỗi lần mà anh về tới Tân Sơn Nhất á, anh nhìn mấy thằng bao que, nhiều khi anh biết mặt tụi nó mắc cười lắm. Lên trên đi mắc cười lắm. Cái nó khiếp nép, nó lệ khệ. Người ta chỉ hỏi nó sao đi chơi, về đi về chơi hả? Dạ thưa. Nó làm mắc cười lắm. Mới vừa tới phi trường mà Đài Loan hay Hồng Kông rồi là bắt đầu. Lúc đó nói thiệt á, đi mỗi lần mà tôi đi về Việt Nam á là tôi thấy lúc mà đợi mà vô tới phi trường Việt Nam á, nó mắc cười lắm. Nhìn mấy ông mà chống cộng là biết liền à, mấy ông mà gọi như là của chế độ cũ mà không thích nhà Việt Nam mình mà cũng phải về để đặng mà thăm quê hương, cũng nhìn thấy quê hương đổi mới, cũng về cũng phái lắm. Nhưng mà làm cái đó dễ quá, cười lắm. Tôi nói thiệt á, nhiều khi mấy ổng làm nhiều cái chuyện rất luồn, rất là trẻ con. Rồi lên mạng chống cũng vậy nữa. Rồi chống hợn lại nhà, mày có ngon mày ra mày gặp tao Lê Minh. Đã đạo Lợi Minh, trong sức Lợi Minh. Lợi Minh trốn như con chó. Nhưng mà mình cũng sống bình thường thôi. Chứ có gì đâu. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Nhiều khi nói chứ chữ lộn với mấy cái thằng mà chống cộng mà bên Mỹ này vui lắm anh Danny, vui lắm anh chị các bạn. Nó tụi nó ngu lắm, tụi nó lú lẫn, nó bị thần kinh hay gì á. Tại vì có cuộc sống ở bên Mỹ anh chị các bạn nghĩ đi, đi làm về tất tần tật,
hỏi giờ đi đâu giờ, xách xe chạy, muốn chạy đi ăn, muốn đi chợ thì phải chạy một buổi mới tới. Ở Mỹ mà, đâu phải Việt Nam đâu. Ngủ dậy bước ra ngoài đường, hủ tiếu gõ, rồi bánh đồ, bánh canh, hủ tiếu, cơm đồ ngay góc ngoài đường phố đó, người ta bán ngon tươi. Còn đi vô nhà hàng thì được phục vụ đầy đủ đồ đồ. Ở bên Mỹ mỗi lần muốn ăn đi đâu cũng vậy, mà xách chiếc xe đi cả 15-20 phút nửa tiếng này, các bạn thấy. Thành ra tụi nó cái chui rút vô lên mấy cái diễn đàn mà mạng đá đảo lên mình, chung sức lên mình. Mà mấy thằng này nó bị điên cái gì. Nói chung mấy thành phần chống cộng tụi nó chống mấy chục năm nay rồi, không ra cái ôn gì chứ. Nó chống nhiều lúc mình ngồi mình cười lăn cười ngửa luôn. Nó quan tưởng không à. Nó nghĩ là nó qua Mỹ là nó lên tới thiên đàng rồi. Nó qua Mỹ là nó là cái gì đó, nó là một cái trung tâm của vũ trụ. Nó khủng khiếp lắm. Cái xứ Mỹ mà cơm áo gạo tiền, chứ đâu phải đơn giản đâu. Ngồi trên, các bạn nghĩ đi, ở bên Mỹ người ta ngồi trên chiếc xe hơi, ở Việt Nam người Bắc gọi là xe ô tô đó. Ở Việt Nam thì người ta ngồi trên chiếc xe Honda, xe máy thì nó cũng bình thường thôi, cũng bình thường thôi. Tại vì chiếc xe bên Mỹ nó là cái phương tiện, chiếc xe hơi á, người ta gọi là xe hơi, xe ô tô, nó là cái phương tiện để đi lại. Không có những cái phương tiện đó, hỏi chứ đi ra chợ, đi đâu cũng vậy. Mấy ngày tháng này là tháng mưa bão mà, mùa mưa mà. Các bạn biết Arizona mà nó mưa, nó bão hổm rời hả? Sập nhà, sập cửa, lục chỗ này, lục chỗ kia, là nó là sa mạc đó nha. Mỗi chiều hả, nó gió nó vi vu, nó thổi đồ để ngoài, nó bay mấy cái loại nhà mà yếu yếu hả, nó dở cắn lên nó bay. Mấy cái nhà mà thử hỏm thử quay á, nó mà không đóng xuống chặt á là nó bay thấy thương lắm kìa, nó bay thương lắm. Chứ đâu phải giỡn đâu, lục rồi đổ mưa, nó mưa ghê lắm, mưa khủng khiếp lắm. Năm nay phải nói là mưa bão nhiều đó. Các bạn biết ở Mỹ mà nhiều những cơn mà khi mà nó giao mùa đông qua mùa lạnh cũng vậy. Nó những cái cơn bão gió lốc nó hoành hành nước Mỹ năm nào cũng vậy, tơi bời ba lá hết. Chứ không phải giỡn đâu. Đâu phải ở Việt Nam, chỉ có ở Việt Nam không đâu. Mà mỗi lần ở Việt Nam mà có thiên tai á là mấy ông mà chống cộng ở bên Mỹ á, nhảy vô bươi móc ra, tại cộng sản. Tại cộng sản làm nước lụt, tại cộng sản làm sập cầu. Thấy các bạn coi tin tức đó, mấy hôm nay ở bên Italy á, cái cầu nó bắc ngang qua con đường sập gãy mấy chục người chết á. Italy là cái quốc gia mà nó xây cầu cũng dữ dằn lắm chứ không phải giỡn đâu. Các bạn thấy trên tin tức á, tin tức Mỹ lên đầy. Sập rồi te tua hết, chứ đâu phải chuyện mà mình đâu ai biết được. Chiếc tàu thời than mà chiếc tàu đó mà ngay cả tụi da trắng, tụi người Anh, cái thằng kỹ sư người Anh nó chế mà nó nói là ông trời cũng không thể nào đánh đấm được mà. Nó còn thách thức ông trời mà. Nó nói là không thể nào đánh đấm được. Mà khi mà nó đụng với lại thiên nhiên rồi là thiên nhiên quốc nó gãy làm hai luôn. Các bạn thấy không? Bàn tay của Thượng Đế mình không có hiểu được. Cho nên những cái thiên tai mình không có được thừa tại chính quyền hay là thế này nọ. Mà mấy cái đám chống cộng ở bên Mỹ lúc nào cũng vậy, leo lên mạng tụi nó xuyên tạc, rồi mấy cái đám ở trong nước hùa theo, ăn theo đấy, leo lên đó. Rồi cái dân chủ, dân quyền, tự do ngôn luận này kia, đâu phải là tự do dân chủ, nhân quyền, ngôn luận là muốn nói gì nói đâu. Nó đầm bậy đầm bạ là chết chứ, chứ phải giỡn. mấy thằng bao quen nói là mấy hôm nay tụi nó inbox tụi nó chửi, nó dọa đủ cách đủ kiểu á, đúng là mấy thằng khùng. Hổm mấy thằng hổm lại nhà bị một trận rồi, giờ xanh máu mặt rồi. Con Lisa Phạm cũng vậy, nó đùa giỡn với luật pháp Mỹ mà.
nó tưởng đâu là người ta không có thể ăn hiếp được người này người nọ, đâu có giỡn được. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em các bạn là những người yêu nước chân chính ở hải ngoại, chúng ta hãy đứng lên, chúng ta cùng nhau đứng lên, vạch mặt những cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, nhất là trên đất Mỹ này, vạch mặt tụi nó ra. Những cái sự xảo trá, xảo ngôn, những cái sự bịp bợm, bà con trong nước hãy hết sức bình tĩnh, không nên nghe lời những cái thành phần này. Tôi sống với tụi nó hơn 30 năm rồi, tôi hiểu được mấy cái lũ này nó côn đồ và nó ác lắm, chứ không phải giống như bà con ở trong nước mà nghĩ là tụi nó yêu dân thương nước đâu. Mấy cái thành phần này nó rất là độc ác, tụi nó sẽ dụ dỗ người này người kia trong nước để đặng nhẹ dạ cả tin rồi theo, rồi nghe lời tụi nó rồi bướng vào trong lao lý. Nó không có đáng. Thời buổi bây giờ là phải biết lo làm ăn, phải lo học hành hoặc làm ăn, chứ mà nghe theo mấy cái thằng mà chống phá đất nước ở bên Mỹ là chết. Bao nhiêu người thấy ông Bùi Tính không, đấy, cuối cuộc đời như thế nào, chết mà người ta còn nguyền rủa, chết cái người chết thì đã hết rồi, nhưng mà ông này cũng chết mà còn để người đời nguyền rủa. Các bạn thấy những cái tay mà từng theo bác và đảng như vậy, các bạn vào trong Power Talk có cái ông gọi là Đức Việt, cái ông này cũng là một cái người làm bên nhà báo, ở bên nhà báo trong quân đội, Đức Việt. Gia đình cũng đảng viên rồi, con ổng hiện nay cũng làm trong cơ quan nhà nước, cũng vì tham vọng chạy qua Đức xin tị nạn, dứt gia dứt dựa cũng vất vả vất vưởng ở bên Đức. Các bạn mà lên Power Talk mà kiếm ông đánh cái chữ Đức Việt á, Đức Việt 1 và Đức Việt 2, ông đó cũng một thời được những cái tụi mà chống cộng cực đoan hải ngoại nó hô hào dữ lắm, rồi sau này nó bắt hết chanh rồi nó dục vỏ ổng quay ra ổng chửi lại tụi nó. Ông này cũng dữ dằn lắm, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ lắm nha, nhưng mà ổng mà chọc ổng mà ổng bức xúc lên rồi hả, ổng chửi tét lò luôn. Ông chửi tét lò lắm, ông người Bắc mà ông chửi giả. Lúc mà ông nói chuyện mà ông bình tĩnh thì không sao nha. Rồi nghe nói giờ ông như là cũng đi tu, ông chửi riết rồi người ta nói riết sao không biết, tự nhiên ông sau này ông đi tu xong rồi ông quay vô, ông chưa gặp mấy thằng kia nó chập nữa, nó chửi, ông chửi ghê luôn. Bởi vì mấy người mà chống phá đất nước nó bị đầu óc của họ bị giống như bị nó bị quan tưởng hay sao. Các bạn lên trên mạng này nhiều thành phần chống phá đất nước rất là quái đản, tụi nó đầu óc nó bị cái gì á. Nói thì tụi nó là mắc cười, nói thì tụi nó nhiều khi mấy ông gà nó inbox rồi nó chửi quá chừng ra, chửi đau quá chừng quá đất luôn, ngồi cười đau cái bụng luôn, nó chửi chửi dọ đủ kiểu đủ cách hết, đúng là mấy thằng khùng được chứ. Đọc mấy cái bài chửi comment của tụi nó nhiều khi ngồi cười mẹ. Thôi thì chào anh chị em các bạn nha, tại vì thấy vui, tự nhiên mới lần vừa lái xe ra khỏi nhà nhớ lại mấy cái đám chống cộng cực đoan, thấy tụi nó mấy hôm nay nó hù, nó dọ, nó làm đủ kiểu đủ cách ấy. Mình thấy mắc cười. Hẹn chúc anh chị em các bạn ở quê nhà một buổi sáng nhiều may mắn, và những anh em kiều bào ở hải ngoại yêu nước chân chính có một buổi chiều hạnh phúc sau một ngày làm việc. Bye bye nha, xin chào, hẹn gặp lại.